Đây là khách hàng quay trở lại viện thẩm mỹ Nguyễn Chu để cắt chỉ sau 5 ngày cho dịch vụ treo khung chân mày. Trước kia thì hình của cô khách thì cái đuôi chân chim khá là nhiều nè, và phần mí mắt, mí trên của mí mắt thì bị sụp. Sau khi được bác sĩ Việt tư vấn thì cô sử dụng dịch vụ là treo khung chân mày kết hợp sử dụng laser và đính cơ để cho hạn chế cái vết thương về độ sưng bầm. Các bạn có thể thấy sau 5 ngày và vết sẹo rất là đẹp nha, lành vết thương rất là tốt. Vết sẹo sau khi cắt xong thì khách hàng sẽ thấy cái đường hơi đỏ đỏ ở bên dưới chân mày, nhưng mà chỉ sau khoảng 10 ngày hoặc là sau khoảng 1 tháng thì vết sẹo này nó sẽ dần dần nó cải thiện. Và khách hàng về nhà cũng chú ý là chúng ta nên cử ăn hoặc là thoa thuốc sẹo thường xuyên để cho có một vết sẹo tốt hơn. Và cô cũng có sử dụng thêm dịch vụ đó là cắt cái phần thịt dư ở ngay vườn sát lỗ tai, thì bắt việc khâu chỉ có 2 nốt chỉ ít thôi. Hôm nay cô cũng quay trở lại để cắt chỉ, vừa cắt chỉ treo mày và vừa cắt chỉ các cái phần thịt dơ ngay lỗ tai luôn. Thì cái sẹo này sẽ cũng tương tự như cái sẹo chân mày và nó sẽ từ từ nó trắng ra nha các bạn. Hiện tại thì dịch vụ treo khung chân mày tại viện thẩm mỹ Nguyễn Du đang được khuyến mãi là 8-6 triệu, giảm còn 4 triệu 8. Những khách hàng nào mà chúng ta đang tự ti về đôi mắt như là vùng da trùng nè, hoặc là những khách hàng nào đã từng xăm chân mày nhưng mà đuôi chân mày bị hư, hoặc là cái vùng da trùng che mất nếp mí hay là đuôi chân chim, thì chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp này để cải thiện cho những khách hàng bắt đầu từ độ tuổi trung niên thì rất là hiệu quả. Và khách hàng làm xong thì nhìn khuôn mắt cũng rất là tự nhiên. Mình còn đau không cô? Dạ. Dạ, trong lúc mà trước khi cô làm á, thì trong lúc mà bác sĩ Việt làm, cô có cảm thấy khó chịu không? Hay là bác sĩ Việt có vui tính không cô? Tại vì dễ mến tính. Dạ. Tự tin không làm cho khách hàng sợ gì hết. Dạ, cô có bạn bè làm bên con chưa ạ? Làm gì con? Cô có bạn bè đã làm dịch vụ ở bên con chưa? Cũng có nhiều người hỏi cô mà cô cũng giới thiệu đó. Cô hồi sáng này có cái cô cũng xin địa chỉ á. Dạ. Dạ. Con vừa có nói sao mà làm mới có mấy ngày mà không thấy bầm, thấy gì hết. Dạ đúng rồi. Bác Việt làm sao để cho hạn chế sưng bầm tối đa cho khách luôn, nên là sau khi vết thương nó lành xong thì nhìn vết thương cũng rất là đẹp. Con cảm ơn cô đã tin tưởng bác sĩ Việt và viện thẩm mỹ Nguyễn Du ạ. Rồi cảm ơn các bạn.